làm mồi câu ếch. Chẻ cây để làm cần câu. Mạnh. Được 4 cần câu. Ớt ra nó dài lắm không đó. Để xem cách một lưỡi câu. Một lưỡi câu thì có dây nhợ và lưỡi câu buộc lại với nhau. Cái này nó đơn giản thôi. Đó, dùng nhợ xỏ qua cái lỗ ở dưới lưỡi câu và buộc. Xong, một lưỡi. Không. Rất là chuyên nghiệp. Là một lỗ thứ hai. Ta xem cách buộc lưỡi câu. Dây nhợ được xỏ vào cái lỗ ở đuôi của lưỡi câu. Nghe rồi cưng. Và cái đầu nhợ thì quấn cưng hứa cưng qua rồi cưng đâu rồi. Nhiều vòng xuống phía dưới. Xỏ vô lỗ. Và xỏ vào lỗ. Hứa lèo. Rỉ. Dùng dây nhợ phía trên rút lại. Chơi không vô gì hết trơn. Tay vừa xem một cái lưỡi câu đã buộc xong. Đấy, giờ này con phải quất câu hải sản luôn. Bây giờ sẽ tiếp tục xem lưỡi tiếp theo. Cho hôm qua sáng qua. Hôm qua sáng qua. Về nhà xỏ vào lỗ. Và chừa dư ở dưới một đoạn và một cái vòng. Sau đó vẫn quấn xe vòng. Và luồn vào cái lỗ chừa dư ở phía dưới. Và nắm đầu dây xuống phía trên. Sợ gì đó ở đây. Muốn nhờ, muốn vững, ok. Như thấy là xong. Rồi, lưỡi câu sau khi buộc vào lưỡi xong, nhờ và lưỡi buộc vào nhau thì bây giờ thì nhờ sẽ buộc vào cần câu. Qua đây. À, đang tới mít hả? Đang này sợ nó đứt. Buộc vào một cái cần câu xong. Mày qua sớm không? Nhờ lưỡi câu đã buộc vào cần câu. Mày qua nhậu thịt ếch. Một lưỡi đầu tiên. Tôi coi đó 3 cân. Rồi, sau một lưỡi. Một cần câu. Xem cái thứ hai. Móc phải dính rồi. Chảy máu luôn. Thêm một vòng thứ hai. Ăn xong chưa cưng? Ăn đâu vậy? Về bán tạo cái bát lại được không? Về bán tạo cái bát lại được không? Số gì đó không biết nữa.
Mã số gì ta? Anh lấy tao cái gì có đường đường gì đó. Rồi, xong. Vậy cái làm theo hướng dẫn thế là đã làm xong bốn cái lực cần câu. Còn đây là cái cần câu. Cái hình nền thôi. Thì nó cũng bị hệt vậy. Để làm mồi để câu ếch. Đây là con ốc. Ốc me. Được cắt ra làm nhiều đỏ. Để móc vào cần câu, cắm câu hết. Anh xài lại cái bát cũ của em đi rồi anh thay cái hình nền đó. Ở miền Tây điển hình là hiện tại ở Bến Tre thì ốc ma này rất nhiều, buổi tối thì nó bò ra nghênh ngang ở ngoài đường hoặc là trong những bụi cây và ta có thể bắt ốc ma để làm mồi câu ếch. Và câu này là cắm câu thôi chứ không phải là câu trực tiếp. Một lưỡi. Và hôm nay thì chúng tôi làm bốn lưỡi như thế. Bốn lưỡi câu, bốn cần câu và mồi chỉ là hai con ốc. Bốn giờ mấy anh có điện anh không? À, bốn giờ mấy anh Hùng có điện anh không? Rồi, mồi đã được móc vào lưỡi. Nhưng mà cái nguyên nhân là ốc này nó rất là trơn cho nên móc vào cũng nó tuột tuột, cũng hơi khó khăn một chút. Rồi, xong. Đi Thảo ơi. Bỏ đèn cậu ơi. Đây, bắt đầu đem đi cắm. Rồi. Mồi đã được móc vào cần câu xong. Rồi bây giờ chúng ta đi cắm câu ếch. Từ từ cắm câu ếch ở một cái hồ nhiều nước. Rồi bây giờ cắm câu thôi. Đây là một cái ao có ếch và chúng tôi dùng cần câu vừa móc mồi lúc nãy để cắm. Và để cắm ếch thì có một bí quyết là dùng bùn tét lên trên bờ đất cho nó nhão nhão ra. Và dùng nước thoa láng láng lên. Và dùng cần câu cắm mồi xuống đó. Cắm xong một cần câu. Đây các bạn xem kỹ nha. Rồi bây giờ ông cậu phải sang phía bên kia bờ để cắm câu ở phía bên kia. Lát cậu đi xuống tới cho bắt con cóc luôn nha cậu. Và cách làm cũng đơn giản thôi. Đó là vơi sạch đất ra và dùng bùn để thoa một cái bãi láng láng. Sau đó đặt mồi lên trên và cắm câu xuống. Bí quyết chỉ có vậy. Thấy không? Bên đó thấy không?
thấy mà. Rồi cắm một xong một cần rồi, giờ còn ba cần nữa. Đây một cái cần câu cắm xuống. Cao quá cậu cắm nghiêng á. Cắm nghiêng tú bên kia qua. Và điều đặc biệt để cắm hết là dây dục. Nghĩa là cái nhợ câu để dục và mồi thì để lên một cái cục đất được thoa láng. Rồi, xong cần câu thứ hai. Rồi, bây giờ đến cần câu thứ ba. Vậy chừa cái qua này không con? Hai cắm bên đó luôn hả? Hơi. Cứ đợi gần gần lại đi, đợi xa quá ổng đâu thấy. Đó, thấy rồi. Rồi một cái bãi đất thái láng đã được tha xong. Và bây giờ là cắm câu xuống. Và mồi sẽ được để lên ngay một cái cục đất láng đó. Đó là bí quyết để cắm câu ép. Bự mà. Còn một cục cốc. Để ngày mai làm với hết luôn. À, thấy dấu ếch luôn hả cậu? Thấy dấu ếch luôn hả? Bây giờ tôi sẽ đi gần ra đây để xem. Mồi đất và đắp một cái bãi đất láng láng. Rồi và mồi thì đặt lên giữa bãi đất láng, thế là xong. Rồi, xong rồi. Chúng tôi vừa cắm xong 4 cần câu ếch. Bây giờ chúng ta cùng xem một cái cần câu ếch vừa cắm xong. Đây là một thanh tre, thanh tre này dùng làm cần câu và một sợi nhợ buộc vào lưỡi câu, sau đó móc vào mồi là ốc hươu hoặc là ốc ma. Rồi để lên một cái bãi đất trống. Và bãi đất trống này được dùng tay thoa cho láng. Rồi chỉ đơn giản như thế thôi.